Xin chào các em Chúng ta sang bài mã số ID là 001 Bài toán này là bài toán liên quan đến phần vô cơ 12 Mà thầy viết dành cho các bạn sinh năm 2003 Ở Đây là một bài toán khó Mà các em phải rèn luyện rất là nhiều Chúng ta mới tạo ra một kỹ năng phản xạ kịp thời gian được Cụ thể bài toán này thầy có như sau Thứ nhất sắt của thầy ở đây là 16,8 Như vậy kết quả thầy có sắt Khi mà oxy hóa bởi oxy trong không khí thì kết quả thể thu được rắn của thầy gồm có rất nhiều oxit và sắt dư như vậy thầy quy đổi thành sắt và oxy khối lượng biết sẵn rồi là 21,6 khối lượng sắt ở đây là 16,8 các em đổi ra mol của thầy đây sẽ là 0,3 mol như vậy đề thi này cho khối lượng như vậy kem nghĩ đến bảo toàn khối lượng Kem tìm ra được oxy ở đây Kem sẽ có 21,6 trừ 16,8 chia 16 như vậy kết quả oxy thầy tìm ra được là 0,3 mol đó. Tiếp tục xử lý hỗn hợp này bằng HCl, người ta cho các bạn HCl dư. Thì thầy sẽ thu được những cái gì? À, thứ nhất là có sắt 2, có sắt 3, có Cl trừ và đặc biệt là có cả H cộng dư. Sinh ra muối, nước và cả khí hydro. Thì hydro của thầy ở đây biết sẵn rồi là 0,06, các em tính được luôn. Đó, Thế còn cái nước này của thầy tính được luôn Bởi vì thầy bảo toàn nguyên tố oxy là 0,3 mol Tiếp tục thí nghiệm tiếp theo là người ta cho cái dung dịch Y Đây là Y này Y của thầy khi cộng với AgNO3 dư Thì các em phải quan tâm hộ thầy bản chất của nó có những phản ứng nào Đầu tiên là phản ứng giữa sắt 2 cộng với NO3 trừ trong môi trường axit để tạo lên sắt 3 khí NO và H2O. Đó. Tiếp theo nếu như sắt 2 cộng mà còn dư thì khi đó mới phản ứng tiếp với Ag cộng để tạo ra kết tủa Ag. Những phản ứng này ở phần giá điện hóa các em phải lắm được. Đây. Đây là thứ tự phản ứng thầy có 1 và 2. Như vậy có thể không xảy ra phản ứng số 2 nếu như H à, nếu như sắt 2 cộng của thầy mà hết ngay ở phương trình 1. Do đó các em phải quan tâm xem liệu có kết tủa này hay không. Đó. Và một phản ứng nữa mà phản ứng này của thầy là cái phản ứng trao đổi học ở lớp 11. Ag+ cộng, cộng Cl- trừ ra AgCl kết tủa. Đó. Và đề thi hỏi là hỏi kết tủa m gam kết tủa. Vì thế các em phải tính cho thầy hai kết tủa này. Và bây giờ thầy sẽ tìm từng kết tủa một. Đầu tiên thầy tìm AgCl trước. Muốn tìm AGCL thầy phải tìm được HCL là của thầy là bao nhiêu mol. Đó, rất là dễ thôi. Thứ nhất, để tìm được HCL thầy sử dụng bảo toán nguyên tố CL trừ hay nguyên tố H cộng cũng được. Ở đây thầy có luôn. HCL của thầy sẽ bằng H cộng dư cộng với hiđô ở đây. Hiđô đã biết rồi này. Đó. Và H cộng dư này tính bằng cách nào? Thầy sử dụng công thức giải nhanh H cộng dư bằng 4 lần NO H cộng sẽ bằng 4 lần NO ở phản ứng số 1 Vậy kết quả NO của thầy là bao nhiêu? 0,03 Như vậy sẽ bằng 0,03 nhân với 4 Đó, đây là H cộng dư Vậy từ đó suy ra thầy bảo toàn hydro Thầy tìm được HCL của thầy ban đầu sẽ bằng 0,3 x 2 Thầy đang bảo toàn hydro đó, đây này Cộng với x 0,6 nhân với 2 0,06 xin lỗi, nhân 2 Đó, cộng tiếp với bao nhiêu? 0,04 x 3 0,04 x 3 Kết quả các em tìm ra bằng 0,84 0,84 Như vậy kết quả thầy có là AGCL bảo toàn clo sẽ bằng 0,84 mol Như vậy xong việc thứ nhất Đó Việc thứ hai là tính xem liệu có kết tủa AG hay không Thì đến đây các em có rất nhiều lựa chọn Các em sẽ có hai lựa chọn Thầy mô tả các bạn hai lựa chọn các bạn có thể tham khảo. Lựa chọn số 1 là thầy dùng bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích. Thầy có Y cộng với lại AgNO3 dư thì kết quả thầy thu được kết tủa là Ag và AgCl. AgCl. Đó. Phần dung dịch còn lại của thầy chỉ còn lại là sắt 3 và NO3 trừ mà thôi. Khí là khí NO của thầy có sẵn rồi. NO là bằng 0,03 rồi. Như vậy để tìm được kết tủa Ag ở đây, thầy dùng bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích. Đầu tiên sắt 3 của thầy dùng bảo toàn nguyên tố sắt bằng 0,3. no 3 NO3 trừ bảo toàn tích bằng 0,9. Bảo toàn nitơ thầy có nitơ ở đây cộng nitơ ở đây thì bằng nitơ ở n 3 phản ứng, vậy bằng 0,93 mà AGCL các em tìm được rồi là bằng 0,84 thì các em dùng bảo toàn nguyên tố AG các em tìm được bằng 0,93 trừ 0,84 thì kết quả sẽ bằng là 0,09 mol như vậy thầy có kết tủa AG được sinh ra theo phản ứng số 2 và là 0,09 mol thầy cộng vào thì m kết tủa của thầy bằng 0,09 nhân 108 cộng 0,84 nhân 143,5 và kết quả thầy được có đáp án là đáp án A. Đó, các bạn có thể kiểm tra lại thầy. Cách tính số 2 với bạc nữa là các em có thể dùng bảo toàn e. Bảo toàn e cho cả quá trình. Thì sắt lên sắt 3, như vậy là 0,3 nhân với 3. Sẽ bằng những cái gì nhận? Thứ nhất là hero nhận, hero bay ra thầy là 0, 0,6 nhân 2 NO nhận vậy là bằng 0,03 nhân 3. Bạc cộng nhận, vậy thầy có là bạc cộng. Gọi bạc là x simon đi. Thì thầy có ở đây sẽ là x nhân 1. Từ đó các em tìm ra x cũng bằng 0,09. Để thầy kiểm tra lại xem chuẩn chưa nhé. Yeah. 0,9 này trừ 0,06 nhân 2 trừ 0,03 nhân 3 bằng 0, 0, à xin lỗi còn oxy nữa thì oxy nữa các bạn cộng oxy oxy của thầy ở đây sẽ bằng là 0,3 nhân với 2 đó trừ 0,3 x 2 ok chuẩn rồi bằng 0,09 đó như vậy các em có hai lựa chọn để tính AG cách số 1 là thầy dùng bảo toàn điện tích cho dung dịch cuối cùng cộng với bảo toàn nguyên tố cách thứ hai là thầy dùng bảo toàn E cho cả quá trình thì có những cái gì nhận và cho thì có sắt cho h nhận đó, no nhận oxy nhận và bạc nhận bạc cộng về bạc không từ đó các em tìm ra x bằng chín cũng rất đơn giản như vậy thôi à, hy vọng rằng chúng ta có thể tham khảo được